Kính chào bà con, hôm nay thế review những cái cây mà đựng bằng cái tô hứa tô ăn phở ăn một lần bỏ đi á. Đầy tô và muỗng nhìn rất là đẹp, thế review chia sẻ cùng bà con. Ở góc này thì cây này là miệng kéo đựng tô nè, răng tô đầy. Miệng đục thì cũng được sắp xỉ tràn tô. Đây là giống dream 600 nha bà con. Đây, ở đây có cây này được 4 tô luôn. Dây này được hơn nửa tô mà. Miệng gốc hơn nửa tô. Miệng đục bên kia là hơn nửa tô. Ở đây là giống dream 600, cán dao thì 5 mét mấy rồi. Cái này mới xả, mới mua, thấy mới mua và xả lại thôi mà đã được như đây mũ rồi. Bên đây được hơn nửa tô nữa, tức là cây này là được 4 tô. Và cây này cũng được khoảng 3 tô mấy. Cây này được 3 tô. Này là 3 tô. Chưa hết. Bên đây có 1 tô nữa. Và có 1 tô ít ít.